Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 1 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành thông tư số 01 2016 tt -BIT quy định về kê đơn thuốc y học cổ truyền, kê đơn thuốc y học cổ truyền kết hợp với thuốc tân dược trong các cơ sở khám chữa bệnh. Thông tư này quy định về điều kiện của người kê đơn thuốc, phạm vi nguyên tắc, hình thức kê đơn thuốc và quy định cụ thể về kê đơn thuốc y học cổ truyền. Kê đơn thuốc y học cổ truyền kết hợp với thuốc tân dược trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Điều 3 thông tư quy định điều kiện của người kê đơn thuốc và phạm vi kê đơn thuốc y học cổ truyền, kê đơn thuốc y học cổ truyền kết hợp với thuốc tân dược. 1. Người kê đơn thuốc phải đăng hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hợp pháp, có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh. 2. Bác sĩ chuyên khoa y học cổ truyền, bác sĩ định hướng y học cổ truyền, được phép kê đơn tất cả các dạng thuốc y học cổ truyền và kê đơn kết hợp thuốc y học cổ truyền với thuốc tân dược theo đúng phạm vi chuyên môn hành nghề. 3. Bác sĩ đa khoa, bác sĩ chuyên khoa khác và y sĩ đa khoa khi kê đơn kết hợp y học cổ truyền chỉ được kê đơn thuốc thành phẩm y học cổ truyền. 4. Y sĩ y học cổ truyền đang làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến huyện của nhà nước hoặc trạm y tế xã, phường, thị trấn. Y tế cơ quan trường học được kê đơn tất cả các dạng thuốc y học cổ truyền phù hợp với phạm vi chuyên môn hành nghề. 5. Y sĩ y học cổ truyền công tác tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn nơi chưa có bác sĩ được phép kê đơn thuốc y học cổ truyền kết hợp với thuốc tân dược sau khi được giám đốc hoặc người đứng đầu cơ sở khám bệnh chữa bệnh phân công bằng văn bản. 6. Lương y chỉ được kê đơn thuốc y học cổ truyền theo đúng phạm vi chuyên môn hành nghề, không được phép kê đơn thuốc kết hợp y học cổ truyền với thuốc tân dược. 7. Người có bài thuốc chữa bệnh gia truyền chỉ được phép kê đơn bài thuốc gia truyền đã được cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận theo quy định. Điều 7. Thông tư quy định về thời gian sử dụng thuốc trong kê đơn điều trị nội trú ngoại trú. 1. Kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú. A. bệnh mãn tính, bệnh điều trị dài ngày. Mỗi lần kê đơn thuốc số lượng thuốc đủ dùng tối đa 30 ngày hoặc theo hướng dẫn điều trị của mỗi bệnh. B. Các bệnh khác mỗi lần kê đơn thuốc với liều đủ dùng và không quá 7 ngày. Đối với vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn, nơi chưa có bác sĩ, y sĩ, y học cổ truyền, được kê đơn điều trị tối đa 30 ngày và chỉ áp dụng đối với kê đơn thuốc y học cổ truyền. 2. Kê đơn thuốc trong điều trị nội trú A. Bệnh cấp tính Thực hiện kê đơn thuốc tối thiểu 2 lần trong 7 ngày B. Bệnh mạng tính mỗi lần kê đơn điều trị với liều đủ dùng không quá 10 ngày. 3. Kê đơn có kết hợp thuốc tân dược thì thời gian sử dụng thuốc tân dược áp dụng theo quy định của kê đơn thuốc tân dược. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 2 năm 2016. Thưa quý vị và các bạn, trong mục hỏi đáp pháp luật hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu có sự tham gia của luật sư Tạ Ngọc Toàn, chủ nhiệm đoàn luật sư tỉnh Vĩnh Phúc sẽ cùng giải đáp những câu hỏi liên quan đến luật bầu cử quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân năm 2015. Thưa luật sư, ông Nguyễn Văn Hồng ở thị xã Phúc Yên có hỏi là luật bầu cử quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân năm 2015 thì quy định hồ sơ ứng cử và thời gian nộp hồ sơ ứng cử quy định như thế nào? À, vâng, về câu hỏi trên thì ở điều 30 năm của luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại, đại biểu hội đồng nhân dân năm 2015 à, quy định về hồ sơ ứng cử và thời gian nộp hồ sơ ứng cử đại biểu quốc hội và hội đồng dân à, quy định như sau. À, thứ nhất là công dân ứng cử đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng dân theo quy định của luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng dân à, nộp hồ sơ ứng cử chậm nhất là 70 ngày à, trước ngày bầu cử. Hai là hồ sơ ứng cử bao gồm, là thứ, thứ nhất là đơn ứng cử, Thứ hai là sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan tổ chức đơn vị có thẩm quyền. Thứ ba là tiểu sử cắm tắt. Thứ tư là ba ảnh chân dung màu 4 x 6 cm. Và thứ năm là bản kê khai tài sản thu nhập theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng. Vâng thưa ông và câu hỏi tiếp theo là của bà Nguyễn Thị Mai ở huyện Yên Lạc. Bà Mai có hỏi là luật bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân năm 2015 thì quy định như thế nào về nộp hồ sơ ứng cử của người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân? Vâng, về câu hỏi trên thì khoảng 2 điều 36 của ngật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng dân năm 2015 quy định về nộp hồ sơ ứng cử của người ứng cử đại biểu hội đồng dân như sau. Người ứng cử đại biểu hội đồng dân nộp một bộ hồ sơ ứng cử tại ủy ban bầu cử ở đơn vị hành chính mà mình ứng cử. Người tự ứng cử, người được giới thiệu ứng cử đại biểu hội đồng dân của địa phương nào thì phải là người cư trú hoặc công tác thường xuyên ở địa phương đó. Sau khi nhận và xem xét hồ sơ ứng cử của người tự ứng cử, người được cơ quan tổ chức đơn vị giới thiệu ứng cử. Nếu thấy hợp lệ theo quy định của luật này thì Ủy ban bầu cử chuyển danh sách trích ngang đến lịch, bản sao kiểu sử tấm tắt và bản kê khai tài sản thu nhập của những người ứng cử đến ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cung cấp để đưa vào danh sách hiệp thương. Công dân chỉ được nộp hồ sơ ứng cử đại biểu đồng dân ở hai cấp trong cùng một nhiệm kỳ. Nếu nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội thì chỉ được nộp hồ sơ ứng cử làm đại biểu hướng dân ở một cấp. Vâng, xin được cảm ơn phần trả lời của luật sư Tạng Ngọc Toàn.